Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang cần tìm một căn nhà mặt ngõ, ô tô vào nhà có thang máy, quanh khu vực ngã tư Sở thì đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Căn nhà ngày hôm nay em Phương muốn giới thiệu cho anh chị có diện tích là 45m2, nằm tại phố Nguyễn Ngọc Nại. Căn nhà của chúng ta thì nằm trên mặt ngõ thông, hai ô tô tránh nhau, được xây dựng 7 tầng, có thang máy, thiết kế mỗi tầng một phòng vô cùng rộng rãi, rất là phù hợp với anh chị nào vừa ở vừa làm văn phòng công ty. Đặc biệt là với mức giá đang được chào bán chỉ có 9,9 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để đi xem căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là hai căn nhà của chúng ta. Với diện tích là 45m2 xây dựng, căn nhà của chúng ta được thiết kế 7 tầng với mỗi tầng một phòng ngủ vô cùng rộng rãi. Căn nhà chúng ta thì nằm trên mặt ngõ thông, ô tô 7 chỗ 7 nhà. Đây, có Mercedes trong nhà luôn rồi. Hai căn thì thiết kế kiến trúc giống nhau, đồ thiết bị các thứ đều giống nhau hết, và diện tích xây dựng thì đều bằng nhau. Căn nhà chúng ta thì được lắp full nội thất rồi, từ điều hòa đến rèm cửa. Đây, chiếc cửa nhà ô tô tránh nhau được. Cách mặt phố chỉ khoảng 50m thôi là ra đến mặt phố chính rồi. Đấy, và trong này là ngõ thông. Đấy, cách khoảng 10m là đường chảy nhựa. Đấy, rất là thuận tiện. Từ đây thì anh chị di chuyển rất là dễ dàng ra đến khu vực ngã tư Sở cũng như lên khu vực trung tâm. Từ đây ra ngã tư Sở chỉ khoảng độ 500m thôi. Đấy, thang máy rất sáng sủa. Đấy, ô tô mẹt để trong nhà, và ngoài ra thì phía ngoài để được rất là nhiều xe máy nữa. Đấy, hoặc không thì nếu không để gara ô tô ở đây thì chúng ta đây có thể làm văn phòng. Đấy, văn phòng hoặc sảnh bán hàng rất là ok. Đây là khuôn viên tầng 2 của chúng ta. Tầng 2 thì bố trí bếp và phòng khách ở đây. Điều hòa các thứ lắp đầy đủ rồi. Quý anh chị đang theo dõi video trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em Phương cũng như kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội nhé. Đặc biệt là những anh chị nào đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thì hãy gọi điện thoại cho em Phương nhé, em sẽ hỗ trợ anh chị một cách nhanh nhất. Với những anh chị nào đang có nhu cầu muốn bán đất thì cũng gọi cho em sẽ kết nối làm sao mà để chuyển đổi cho anh chị một cách nhanh nhất. Đây là khu vệ sinh. Đây là chúng ta đang ở trên tầng 3 của căn nhà. Các phòng đầy đủ ánh sáng với ban công. Ban công nhô ra 1m. Đấy, rất là rộng. Điều hòa rồi. Điều hòa Casper rồi. Phần giá của các căn nhà thì em xin phép để ở phần mô tả của video nhé, bởi vì giá nó sẽ có thể thay đổi theo thời gian. Đấy, hoặc là phần bình luận của video.
Anh chị chịu khó xem một phần đó giúp em nhé. Tầng này thì thiết kế cũng tương tự vậy. Sàn gỗ. Ban công rất rộng, thoải mái. Quanh khu vực Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thái này thì chắc hẳn anh chị cũng đã biết. Khu này là một trong những khu rất là sầm uất. Sầm uất. Kinh doanh cái gì cũng được. Đặc biệt là nếu mà làm văn phòng khu này thì rất là tiện. Ở đâu cũng đi lại, di chuyển ra rất là dễ. Tất cả chúng ta thì được thiết kế thông sàn hết, cho nên rất là tiện sử dụng. Phòng rộng, đồ đạc kê cũng rộng. Phòng thờ sân phơi. Đây, như anh chị có thể nhìn thấy đây. Phía trước của chúng ta là nhìn thẳng ra Royal City. Rất gần. Chỉ vài bước chân thôi. Đấy, ngõ trước nhà chúng ta này. Đấy, ô tô để đây. Chúng ta còn một tầng nữa, em sẽ lên một tầng trên cho anh chị nhé. Đây là khu vực thang máy. Như thế này thì chúng ta sẽ còn nhìn rõ hơn nữa. Đấy. Di chuyển cực dễ dàng. Đấy. Anh chị quan tâm nhà khu vực này thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video